Hello mọi người, và đây chính là hai thủ phạm trong những nhiều thủ phạm chuyên đi ăn cắp thức ăn chim cô gái. Ở đấy mà vuốt mặt, nhìn thì đáng yêu đấy. Hôm nay tôi sẽ dành cho ngươi một bản án thích đáng cho những kẻ không làm mà đòi có ăn. Sau một hồi truy đuổi, với sự hỗ trợ của hai con chó, cuối cùng hai kẻ ăn trộm cũng náo vào cái thùng này. Mày tưởng đây là nơi an toàn hả? Vậy là sai lầm chết người rồi mày ơi. Còn những đồng bọn của chúng mày nữa, tao sẽ bắt hết. Nhìn chỉ bằng ngón tay cái thôi, nhưng lại phạm tội lớn. Chuyên đi trộm thức ăn chim cu gáy, bao nhiêu cám, thóc, đổ vào, hôm sau còn lại chấu. Chưa kể đêm hôm, hắn còn cắn, phá, làm nhụt chim. Mọi người thử nghĩ xem, bản án nào mới thích đáng cho những kẻ phá hoại này, chung thân hay tử hình? Thôi thôi, được rồi, đừng có cố gắng mà thoát thân nữa, sẽ không còn hy vọng nữa đâu. Riêng tao, phải áp dụng cho mày bản án cao nhất, đó là tử hình. Xã hội rộng lớn, bao nhiêu chỗ đáng sống, bao nhiêu việc làm có ý nghĩa thì mày không làm. Giờ mày đi trộm cắp, hủy hoại tài sản người khác, thì giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Bản án đã được áp dụng, không thể thay đổi. Những tiếng khóc nức nở, muộn màng, giờ đã chậm mất rồi. Bản án này là lời cảnh tỉnh, răn đe cho những kẻ tiếp theo. Hồng Văn, chuyên bán chim cù gáy ta. Mọi người like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mọi nhu cầu mua chim cù gáy, hãy liên hệ hai số điện thoại trên góc màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Bây giờ, đã đến giờ thi hành án cho hai bị cáo. Xin chào và hẹn mọi người ở video tiếp theo.